Chương 12. Khi ấy dân chúng nhóm lại kể hàng ngàn người, đến nỗi dày đạp nhau, Đức Chúa Giê-xu mới trước hết phán cùng môn đồ rằng, hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si là sự giả hình. Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không được biết. Vậy nên, mọi điều các ngươi đã nói nơi tối sẽ nghe ra nơi sáng, mọi điều mà các ngươi đã nói vào lỗ tai trong buồng kín sẽ giảng ra trên mái nhà. Ta nói cùng các ngươi là bạn hữu ta, đừng sợ kẻ giết xác, rồi sau không làm gì được nữa. Xong, ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai, phải sợ đấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục. Phải, ta nói cùng các ngươi, ấy là đấng các ngươi phải sợ. Người ta há chẳng bán 5 con chim sẻ giá 2 đồng tiền sao? Nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào hết. Dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Đừng sợ chi, vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ. Ta nói cùng các ngươi, ai sẽ xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì con người cũng sẽ xưng họ trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì họ sẽ bị chối trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. Ai nói nghịch cùng con người, thì sẽ được tha. Song kẻ nói lộng ngôn phạm đến Đức Thánh Linh, thì không được tha đâu. Khi người ta đem các ngươi đến nhà hội, trước mặt quan án và quan cai trị, thì chớ lo về nói cách nào để binh vực mình, hoặc nói lời gì. Bởi vì chính giờ đó, Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những lời phải nói. Bây giờ một người giữa dân chúng thưa rằng, thưa Thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi người kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi? Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng, hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Ngài phán cùng chúng lời ví dụ này, ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng, ta phải làm thế nào, vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu chữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của cải để dành dùng lâu năm. Thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy, những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu chữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời, thì cũng như vậy. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng, ấy vậy, ta nói cùng các ngươi, đừng vì sự sống mình mà lo đồ mình ăn, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mình mặc. Sự sống trọng hơn đồ ăn, thân thể trọng hơn đồ mặc. Hãy xem con quạ, nó không gieo, không gặt, cũng không có hầm vựa kho tàng chi, mà Đức Chúa Trời còn nuôi nó, huống chi các ngươi quý hơn chim chóc là dường nào? Có ai trong các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Vậy, nếu đến việc rất nhỏ, các ngươi cũng không có thể được, sao các ngươi lo việc khác? Hãy xem hoa huệ mọc lên thế nào, nó chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Song ta phán cùng các ngươi, dầu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo như một hoa nào trong giống ấy. Hỡi kẻ ít đức tin, nếu loài cỏ ngoài đồng là loài nay sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mặc thể ấy, huống chi là các ngươi. Vậy, các ngươi đừng kiếm đồ ăn đồ uống, cũng đừng có lòng lo lắng, vì mọi sự đó các dân ngoại ở thế gian vẫn thường tìm, và cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi. Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm. Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi, vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Hãy bán gia tài mình mà bố thí, hãy sắm cho mình túi không hư và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát. Vì của báu các ngươi ở đâu, thì lòng cũng ở đó. Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình, cho đầy tớ ngồi bàn mình, và đến hầu việc họ. Hoặc canh hai, canh ba chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy, thì phước cho họ. Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn sàng, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Phi-rơ bèn thưa Ngài rằng, lạy Chúa,
thí dụ này Chúa phán cho chúng tôi hay là cũng cho mọi người? Chúa đáp rằng, ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình, để đến dịp tiện phát lương phạn cho họ. Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng chủ ta chậm đến, rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái, ăn uống say sưa, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không dè và giờ nó không biết, lấy roi đánh xé ra nó và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Đầy tớ này đã biết ý chủ mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy thì sẽ bị đòn nhiều. Song đầy tớ không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì bị đòn ít. Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, và ai được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Ta đã đến quăng lửa xuống đất, nếu cháy lên rồi ta còn ước ao chi nữa? Có một phép báp têm mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành. Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không, nhưng thà đem sự phân rẽ. Vì từ nay về sau, nếu 5 người ở chung một nhà thì sẽ phân ly nhau, 3 người nghịch cùng 2, 2 người nghịch cùng 3, cha nghịch cùng con trai nghịch cùng cha, mẹ nghịch cùng con gái nghịch cùng mẹ, bà gia nghịch cùng dâu, dâu nghịch cùng bà gia. Ngài lại phán cùng đoàn dân rằng, khi các ngươi thấy đám mây nổi lên phương Tây, liền nói rằng, sẽ có mưa, thì quả có vậy. Lại khi gió nam thổi, các ngươi nói rằng, sẽ nóng nực, thì quả có vậy. Hỡi kẻ giả hình, các ngươi biết phân biệt khí sắc của trời đất, vậy sao không biết phân biệt thời này? Lại sao các ngươi cũng không tự mình xét đoán điều gì là công bình? Vậy, khi ngươi đi với kẻ kiện mình đến trước mặt quan tòa, dọc đường, hãy gắng sức giải hòa cùng họ, e họ kéo ngươi đến trước mặt quan án giao cho thầy đội, rồi bỏ tù ngươi chăng? Ta nói cùng ngươi, ngươi chả còn thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi tù được.